Ngày xưa có một cậu bé không cha không mẹ, được người ta đem về nuôi để sai vặt. Vì nó dơ như heo nên người ta gọi nó là thằng heo. Mặc cho ai muốn chế nhạo mình như thế nào, heo vẫn không thèm để ý, cứ sống mỗi ngày một lớn. Năm 18 tuổi, heo đến ở với một ông quan lớn. Nhóc, trời ơi má ơi, mày làm gì mày hả? Dạ cao quá con rửa không được. Ê kỳ cọ cho cẩn thận, mày mày làm chóc ba cái nốt ruồi son ở dưới gốc chân của tao hả, thì cả dòng họ nhà mày cũng không đền được cái tướng quý của tao đâu. Ông đừng có lo, nếu lỡ tay làm hư tướng quý của ông hả, thì một mình con cũng dư đền cho ông rồi mà. Gì? Mày nói gì? Mày dám hỗn với tao thằng mặt heo? Con nói thật mà. Trời ơi, mày còn trả lời nữa. Mày trả lời nữa, mày trả lời nữa. Hả? Mày á, tao nói mày á, thân của mày không có đáng một xu nữa, lấy gì đền cho tao hả mày? Hả? Tất nhiên là con có, con mới dám nói như vậy. Ông không tin hả? Ông xem đi nè. Năm sáu bảy tám chín. Một hai ba. Ba hai một. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín. Chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một. Ông ơi ông, con xin lỗi ông, con xin ông tha cho, con không dám vậy nữa. Ông ơi ông, con xin lỗi ông. Không lẽ đó là sự thật? Chính nốt ruồi son ở trên lưng không sai chạy vào đâu được. Trời ơi, làm sao mà thằng mặt heo nó có được cái tướng quý đó chứ? Thằng này mai mốt nó không làm vua thì cũng làm chúa mà thôi. Mà nếu mà để nó làm vua làm chúa thì còn thể thống gì nữa. Mệt không? Uống miếng nước đi cho khỏe. Cảm ơn mấy gái nha. Ơn nghĩa gì? Có miếng nước mà cũng bày đặt cảm ơn nữa. Ủa, mà trưa rồi, sao không nghỉ đi rồi chuẩn bị ăn cơm? Để anh chẻ cho hết mấy cây củi này rồi anh nghỉ cũng được. Anh trễ một chút có sao đâu. Nhưng mà nè, anh phải tắm đi thì em mới cho anh ăn cơm đó. Tắm hả? Ừ. Anh mới tắm cách đây 5 ngày mà. Trời ơi là trời. Tắm cách đây 5 ngày. Người gì mỗi giờ phát sợ. Hèn gì, người ta gọi là heo cũng đúng. Nhưng mà nè, anh mà không có chịu tắm á, thì tôi sẽ không cho anh ăn cơm đâu. Mà cũng không nói chuyện với anh nữa. Đứng gần hồi muốn chết, ai mà chịu cho nổi. Anh có nghe em nói không? Ừ nghe. Tắm hả? Tắm thì tắm, chút nữa bữa củi xong anh tắm liền ha. Nhớ nghe. Thank you.
ta sẽ giết mày. Rõ chưa? Bé gái ơi, anh tắm sạch rồi nè. Bé gái, bé gái. Bé gái ơi. Bé gái. Bé gái, bé gái. Tôi cơm trên bàn để cho anh phải không? Heo ơi, heo ăn thì heo cũng chết, mà heo không ăn thì heo cũng chết. Kìa, bé gái, em nói cái gì anh không hiểu? Heo ơi, heo ăn thì heo cũng chết, mà không ăn thì cũng chết. Bé gái, có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi. Heo ăn thì heo chết đó, heo không ăn thì heo cũng chết đó. Cảm ơn mẹ gái đã cứu mạng anh. Ơn nghĩa gì, anh thoát chết là em mừng rồi. Nhưng mà em cũng không hiểu sao quan phủ lại muốn giết anh. Anh cũng không biết nữa. Tại sao quan phủ lại ác độc vậy? Ông đã có ý định giết anh, lần này không thực hiện được, lần sau thế nào ông cũng tìm cách hại anh nữa cho mà coi. À, hay bây giờ anh trốn đi. Trốn à? Ờ. Nhưng mà trốn đi đâu? Thì trốn đâu cũng được, miễn là anh đừng ở gần quan phủ thì ổng sẽ không tìm cách hại anh nữa đâu. À, em nói cũng phải, nhưng mà còn em thì sao? Em hả? Em sẽ trốn về quê ngoại. Nếu như em về quê ngoại thì ổng không bắt được em đâu. Quê ngoại em ở đâu vậy? Xa lắm, em nói anh cũng không biết đâu. Bé gái nè, hai đứa mình đó, mỗi đứa đi mỗi nẻo. Vậy sau này có còn cơ hội gặp lại nhau nữa không vậy? Sao lại không? Nếu như anh còn nghĩ tới em thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau. Chắc chắn là anh nhớ tới em rồi đó nha. Còn em? Em hả? Sao lại quên được? À, hồi trưa em hứa với anh á, nếu như anh tắm rửa sạch sẽ em sẽ cho anh ăn cơm. Anh lắm kỹ lắm rồi nè. Anh không có sợ đói đâu, chỉ sợ hả không được nói chuyện với em thôi à. Anh nói gì kỳ à, đói rồi anh chết á, rồi em nói chuyện với ai? Nè, ăn đi, không có chết đâu. Ê, hai đứa ăn chung nha. Ai cho mày nằm hả? Ai cho mày nằm? Uổng công tao nuôi nấng mày bao nhiêu năm nay, bây giờ mày phản tao hả? Mày phản tao, mày phản tao hả? Mày đứng lên, mày đứng lên. Dạ. Bây giờ mày nói, thằng mặt heo nó đang ở đâu? Nói. Con biết thiệt mà. Trời, mày nói mày không biết hả? Mày nói không? Mày nói không? Tao chọt à? Tao chọt à? Tao chọt một cái là lũng mặt mày à? Mày nói không? Hả? Mày trời ơi, mày né hả? Mày né hả? Mày đứng lại, mày chạy à? Mày đứng lại. Thank you.
ơi. Mình ơi. Ông ơi, em thả chồng tôi ra đi ông ơi. Ra coi. Thả chồng tôi ra đi. Không thể nói ai lại nói. Thả chồng tôi ra đi. Mình ơi. Mình ơi. Thả chồng tôi ra đi. Thả đi ra đi mà. Thôi. Tôi thương vợ chồng bà rồi, ai thương hai tụi tôi? Tôi thương còn vợ lắm, ông làm ơn thả chồng tôi ra đi ông ơi. Ông đi phụ có mấy năm ông về à? Ông thương giùm vợ chồng tôi đi mà. Rành ơi, Minh. Ông ơi. Rành rồi cho con và mẹ đi. Đợi anh về. Đi. Đừng có khóc nữa. Đi. Về đi. Ông ơi. Nhớ nghe. Ông đi. Ơi. Ủa chị ơi, tại sao chồng chị lại bị bắt vậy? Không có phải một mình chồng tôi đâu. Tất cả đàn ông trong làng này, ai mà không có tiền đóng chơi vua để khỏi đi phu thì ông bắt hết đó. Tại sao làm vua mà ác dữ vậy? Chị ơi, tại sao lại chết một lúc tới hai người như vậy? Chúng tôi bị đói cả năm rồi, ai không chịu nổi thì chết. Hiện nay dân làng chỉ còn có một nửa à. Tình trạng này kéo dài chắc chẳng còn một ai. Ủa nhưng mà tại sao lại như vậy? Cha vua ra lệnh cho dân làng phải nộp thóc gấp 3 lần. Gặp lúc mùa màng thất bát, không đủ gạo để ăn, dân tình lâm vào cảnh đói, chết dần chết mòn. Mày tưởng mày thoát khỏi tay tao hả? Không dễ đâu con. Phen này mày phải chết. Ông ơi, con đâu có tội gì đâu. Sao ông lại có ý muốn giết con? Bây giờ thì chưa, nhưng nay mai sẽ có. Chính cái lưng của mày đã hại mày, chứ không phải tao. Cái lưng của con? Chứ còn gì nữa. Chính nốt ruồi son trên lưng đã gieo tai họa cho mày. Nếu vì chính nốt ruồi son mà con phải chết thì có lẽ ông cũng không sống được đâu. Khốn kiếp. Mày nói gì hả? Mày nói vậy là sao? Chứ không phải ông có 3 nốt ruồi son dưới bàn chân là gì. Chính nó sẽ hại ông cũng giống như con vậy thôi. Mày nói bậy. Nói lão. Nói xạo. Đứng ở đây làm cái gì? Giết nó. Hả? Ê. Mày là ai mà mày dám xen vô việc quan? Tôi chỉ bảo vệ người cô thế thôi. Tụi bay không thấy tao thế cô sao? Ngon quá. Mày muốn chết phải không? Tụi bay!